Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay mời các bạn xem bản tin sau khi đo ván Nguyễn Xuân Phúc, giờ là lúc Phạm Minh Chính dìm chủ tịch nước. Phạm Minh Chính là người kế nhiệm, còn Nguyễn Xuân Phúc là người tiền nhiệm. Mọi thuận lợi trước đây Nguyễn Xuân Phúc là người hưởng hết. Thời Nguyễn Tân Dũng về vườn, lúc đó Phạm Minh Chính chưa đủ chín nên cơ hội đã dồn hết cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc chuẩn bị ngồi vào chiếc ghế thủ tướng thì ông Phạm Minh Chính mới từ tỉnh tiến về trung ương. Làm thủ tướng thì ít nhất trước đó ứng viên phải là ủy viên Bộ Chính trị, hay nói cách khác, khi vào nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị bước sang nhiệm kỳ thứ hai thì người đó mới có tư cách tranh chiếc ghế thủ tướng. Vào năm 2016, khi mà ông Nguyễn Tân Dũng rời chính trường, lúc đó Nguyễn Xuân Phúc bước sang nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là ủy viên Bộ Chính trị. Còn Phạm Minh Chính chỉ mới lần đầu tiên vào Bộ Chính trị thì hoàn toàn không đủ tư cách này. Người ta nói buôn có bạn, bán có phường, hay mưu tầm mưu, mã tầm mã là nói đến những con người cùng đẳng cấp chơi với nhau. Nguyễn Tân Dũng chưa bao giờ xem Nguyễn Xuân Phúc là người cùng đẳng cấp, mà ông ta chỉ xem Phạm Minh Chính là chiến hữu thân thuộc. Rất tiếc, vào năm 2016, lúc ông Nguyễn Tân Dũng xuống thì không thể giới thiệu Phạm Minh Chính vì ông này chưa đủ thâm niên trong Bộ Chính trị. Lúc ông Nguyễn Tân Dũng thất thế, Phạm Minh Chính vẫn là ủy viên Trung ương Đảng. Mà ủy viên Trung ương Đảng thì không đủ tư cách để làm thủ tướng. Chính vì vậy mà nhiệm kỳ năm 2016-2021, ông Phạm Minh Chính đã nhường Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc làm thì ông Phạm Minh Chính không phục và ông Nguyễn Tân Dũng cũng không hài lòng. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính không đủ tiêu chuẩn thì đành nhìn Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng mà lòng không phục. Đây là hình ảnh vào năm 2016, Nguyễn Xuân Phúc đã ngư ông đắc lợi. Không ai hiểu Nguyễn Xuân Phúc cho bằng Nguyễn Tân Dũng. Con người không có lập trường, gió chiều nào ngả theo chiều đó và cứ thế ngoi lên, chứ bản lĩnh chỉ là con số 0 tròn chỉnh. Khi Nguyễn Tân Dũng mạnh, Nguyễn Xuân Phúc ngả theo Dũng. Khi Nguyễn Phú Trọng mạnh, Nguyễn Xuân Phúc lại ngả theo Trọng. Chính vì vậy, khi Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng, ông Nguyễn Tân Dũng kéo con trai về Kiên Giang cho an tâm thay vì ngồi vào Bộ Xây dựng. Bởi dưới thời Nguyễn Xuân Phúc mà Nguyễn Thanh Nghị ngồi ở Bộ Xây dựng thì rủi nhiều hơn may. Và dường như cơ hội đã trong tay của Nguyễn Xuân Phúc, nhưng ông ta đã không biết giữ lấy. Việc sự nghiệp của ông Phạm Minh Chính bị chậm một nhịp 5 năm tạo cơ hội cho Nguyễn Xuân Phúc chám vào, làm Phạm Minh Chính rất bực và Nguyễn Tân Dũng cũng rất lo âu. Việc kéo Nguyễn Thanh Nghị về Kiên Giang thay vì đề nghị ở lại Bộ Xây dựng cho thấy Nguyễn Tân Dũng không tin tưởng Nguyễn Xuân Phúc. Quả thực, khi Nguyễn Xuân Phúc nắm chiếc ghế thủ tướng thì không đời nào ông Dũng gửi con trai của ông vào chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc đang ngả theo phe Nguyễn Phú Trọng. Đây cũng là bằng chứng với việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cho bằng được, cũng như xem như nước cờ khôn ngoan mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã làm. Ông Phúc thừa biết bản thân ông không bao giờ đủ bản lĩnh để đối đầu với Nguyễn Phú Trọng như người tiền nhiệm đã làm, và ông ta đã thỏa hiệp. Dưới thời Nguyễn Xuân Phúc, Trương Minh Tuấn không thể nắp được tới tướng của Nguyễn Xuân Phúc đã bị Nguyễn Phú Trọng bắt giam. Như vậy, dưới thời Nguyễn Xuân Phúc, chính phủ như là chỗ không người. Ông Nguyễn Phú Trọng muốn bắt ai thì bắt. Với một ông thủ tướng như thế thì làm sao Nguyễn Tân Dũng dám để Nguyễn Thanh Nghị ở Bộ Xây dựng dưới thời Nguyễn Xuân Phúc cho được. Nếu ông Nguyễn Tân Dũng mà không kéo Nguyễn Thanh Nghị về Kiên Giang thì cơ thể nay ông Nghị đã bị cho vào cái lò của Nguyễn Phú Trọng thui cho ra trò, chứ không phải là cơ hội để ngồi chiếm trệ vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng như hiện nay. Đây là hình ảnh từ năm 2015 đến năm 2020, Nguyễn Xuân Phúc có lợi thế hơn Phạm Minh Chính nhưng không biết tận dụng. Ông Nguyễn Xuân Phúc để Nguyễn Phú Trọng thọc tay vào chính phủ, muốn bắt ai thì bắt. Ông Phúc tưởng như làm như thế thì cơ hội sẽ được Nguyễn Phú Trọng ưu ái cho ngồi chiếc ghế thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng không, với con người không bản lĩnh như vậy thì dù có được Nguyễn Phú Trọng che chở thì ông Phúc cũng bị kẻ bản lĩnh hơn đá văng ra khỏi chiếc ghế thủ tướng. Phạm Minh Chính đã chậm một nhịp, nhưng tới đích kịp cùng lúc. Có thể nói rằng cái may lớn nhất của Phạm Minh Chính và cả Nguyễn Tân Dũng là ông Nguyễn Xuân Phúc đã nắm vàng trong tay mà để vàng tuột khỏi tay. Vì Phạm Minh Chính vào Bộ Chính trị sau Nguyễn Xuân Phúc một nhiệm kỳ nên đã để Nguyễn Xuân Phúc ấm mất chiếc ghế quyền lực thứ hai trong Đảng Cộng sản. Khi ngồi vào chiếc ghế thủ tướng, thông thường thì người ta có thể tạo vây cánh vững mạnh để đi đến hết nhiệm kỳ 2 được ủng hộ đông đảo của thành viên chính phủ,
thì xem như ông Nguyễn Xuân Phúc chắc suất ngồi lại chiếc ghế thủ tướng. Tuy nhiên, trong 5 năm làm thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc không hề tạo được vây cánh hùng mạnh trong cái số bộ và cơ quan ngang bộ trong chính phủ gấp 3 lần so với ban bí thư. Có lẽ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp bất lợi vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên làm thủ tướng bởi con người của ông. Nguyễn Xuân Phúc là một thủ tướng làm cho người ta coi thường nhiều nhất, một thủ tướng thiếu uy, thiếu dũng nên không được thuộc cấp nể trọng. Và điều dễ thấy nhất là khi làm thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã làm cho dân mạng cười nghiêng ngả vì những hành động và những câu nói ngớ ngẩn của ông. Chưa có đời thủ tướng nào mà làm cho toàn dân khinh bỉ như ông Nguyễn Xuân Phúc. Đến đâu, ông Phúc cũng bảo địa phương đó là đầu tàu của đất nước. Cuối cùng, nền kinh tế của Việt Nam là một nền kinh tế vô địch và không biết nơi nào đầu tàu kéo nền kinh tế cả. Vì có quá nhiều đầu tàu, nền kinh tế Việt Nam chẳng biết đi theo hướng nào. Rồi đến ban ngành nào, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đều nói ngành đó là mũi nhọn. Cuối cùng, người dân chua chát ví nền kinh tế của Việt Nam, theo cái nhìn của Nguyễn Xuân Phúc, là nền kinh tế con nhím, vì nó có quá nhiều mũi nhọn. Đây là hình ảnh, chỉ sau một nhiệm kỳ, Nguyễn Xuân Phúc đã thua Phạm Minh Chính dù ở thế thuận lợi hơn. Nói thế để thấy rằng Nguyễn Xuân Phúc là con người không có khiếu ăn nói, nhưng thích ba hòa. Con người không làm chủ được chính sách, vì người đã làm chủ được chính sách thì không bao giờ phát biểu trước sự bất nhất như vậy. Trong 5 năm làm thủ tướng, hầu hết người dân Việt Nam nhận xét ông Nguyễn Xuân Phúc là một anh hề, thay vì nhìn nhận ông ta như một nhà quản trị quốc gia. Đấy là điều đáng buồn đối với đất nước Việt Nam. Người dân đã không tôn trọng ông Nguyễn Xuân Phúc, thì làm sao thuộc hạ của ông ta có thể nể phục cho được. Đấy cũng là lý do tại sao Nguyễn Xuân Phúc đã bị mất chức thủ tướng về tay ông Phạm Minh Chính. Trong khi đó, ông Phạm Minh Chính không phải là người của bên chính phủ. Đã leo lên chức thủ tướng thì thiếu trí tuệ thì ít nhất cũng phải có một bản lĩnh thì thuộc hạ mới có thể nể sợ. Còn nhu nhược, gió chiều nào ngả theo chiều đó như Nguyễn Xuân Phúc thì khó mà đối đầu được với Phạm Minh Chính cho được. Và dư luận cũng đưa ra hình ảnh Phạm Minh Chính đang đè mất hình ảnh của Nguyễn Xuân Phúc. Thực ra, sự vận hành của bộ máy nhà nước dưới bàn tay của Đảng Cộng sản thì kẻ dốt lãnh đạo cũng như người giỏi. Mọi hoạt động không được vượt ra khỏi chủ trương của Đảng. Mà chủ trương của Đảng thì chưa bao giờ là sáng suốt. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng chính trị học, đường đi từng nước bước của người anh em của nó. Đó chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mọi chính sách khi Bắc Kinh áp dụng cho Trung Quốc thì cứ y như vậy, sau chừng 3 đến 5 năm nó cũng được áp dụng tại Việt Nam. Đã là dập khuôn thì chẳng cần chỉ người giỏi hay người dở. Giỏi như Nguyễn Bá Thanh thì cuối cùng cũng bị những kẻ tiểu nhân hại cho thiệt mạng, không được ích gì. Đây là hình ảnh ở cái ghế của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị cái bóng của ông Phạm Minh Chính che khuất hoàn toàn. Phạm Minh Chính hay Nguyễn Xuân Phúc đối với người dân đều không khác nhau, vì mọi việc làm của chính phủ đều theo chủ trương của Đảng. Tuy nhiên, với ông Phạm Minh Chính thì có vẻ như ông ta không dẫm lại vết xe đổ của Nguyễn Xuân Phúc là làm anh hề trước công chúng. Và trong những ngày qua, có vẻ như ông ta cũng tả xung hữu đột cũng khá nhiều. Nói chung, việc xây dựng hình ảnh cá nhân thì Phạm Minh Chính giỏi hơn Nguyễn Xuân Phúc. Cũng trong những ngày qua, ông Nguyễn Xuân Phúc dường như còn lưu luyến với chức vụ cũ nên vẫn thường hay nói về chính sách. Tuy nhiên, những điều Nguyễn Xuân Phúc nói gần như đã bị ông Phạm Minh Chính dìm mất. Không ai còn chú ý Chủ tịch nước nói gì, mà người ta chỉ chú ý đến tân Thủ tướng. Với vai trò mới, ông Phạm Minh Chính đã đề ra tên tuổi của Nguyễn Xuân Phúc dưới cái chân của mình. Nguyễn Xuân Phúc đã hết thời, giờ là thời của Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin sau khi đo ván Nguyễn Xuân Phúc, giờ là Phạm Minh Chính dìm Chủ tịch nước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.